Alo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cho các bạn về cái cách thức để lập các cái phiếu thu liên quan đến tiền mặt. Ở đây chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các cái trường hợp mà các bạn thu tiền. Thì các bạn thấy đấy, chúng ta vào phần mềm và chúng ta vào phần tiền mặt. Chúng ta chọn phiếu thu tiền mặt. Chúng ta vào phiếu thu tiền mặt và chúng ta chọn thêm mới. Thế thì đầu tiên tôi sẽ khai báo một số các cái đơn vị như là chúng ta khai báo một số các cái danh mục khách hàng để chúng ta nhằm phục vụ cái mục đích là nhập số liệu. Các bạn chờ tí nhá, tôi lấy cái danh mục khách hàng. Rồi, chúng ta sẽ làm trong quá trình cập nhật số liệu. Đầu tiên chúng ta sẽ thu cái tiền, đầu tiên là thu tiền hoàn ứng của nhân viên. Ở đây chúng ta biết là khi thu tiền hoàn ứng thì chúng ta chọn thêm mới này, khai báo chọn thêm mới nhân viên này. Chúng ta thu tiền hoàn ứng của Nguyễn Văn Tư. Chúng ta nhập vào Nguyễn Văn Tư. Phòng ban thì các bạn, cái này các bạn phải bỏ trống nha, các bạn làm phòng ban trước, nhưng tôi thì chưa nhập phòng ban, thành ra là phòng vật tư nhá các bạn, phòng vật tư này, vật tư chúng ta phải vào đầy đủ tài khoản này chưa nhá, các bạn xác định sau. Cái phần này nữa là phòng giám đốc, rồi phòng giám đốc cái ban giám đốc ở đây tài khoản chi phí là 6422 các bạn nhé. Sau này cái này nó hạch toán tự động mà phòng kế toán, các bạn là phòng kế toán này. Rồi ok, phòng kế toán thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn phiếu thu tiền mặt này. Chúng ta vào cái tiếp theo của chúng ta là khai báo nhân viên. Rồi ok các bạn, Nguyễn Văn Tư nhá. Ông này là ông ấy nhận tiền trong ông đi công tác Hà Nội, đi Hà Nội mua cái lồi về nấu cơm lếp ấy. Chức vụ này là nhân viên. Rồi ok các bạn chọn là nam nhá. Ở đây chúng ta có thể khai báo tất cả các cái thông tin liên quan cái đối tượng này. Chúng ta chọn là Nguyễn Văn Tư. Địa chỉ là văn phòng công ty. Thế thì chúng ta ở đây là chúng ta ghi diễn giải là thu tiền hoàn ứng. Ở này ông tướng tiền nhưng mà tiêu không hết các bạn nhé. Rồi, đánh nhầm ô này. Rồi ok, người nộp là Nguyễn Văn Tư này. Văn Tư rồi. Nhân viên ở đây chọn Nguyễn Văn Tư. Ok các bạn nhé. Ngày bắt đầu là ngày 02/01 đi. Hôm này rồi ok, các bạn đánh vào đây 141 nhé. Số tiền hoàn ứng là 100.000. Thì các bạn như thế là các bạn đã thấy là các bạn đã làm xong một cái chứng từ. Chúng tôi sẽ đưa ra cái trường hợp tiếp theo là cái thêm mới này. Chúng ta chọn khai báo một đối tượng là đối tượng khách hàng đi nhá. Khách hàng H H1. Ở đây là cái tên khách hàng ấy, thì các bạn lưu ý là cái mã này là máy tự động nó chạy này, nhưng mà chúng ta có thể đổi nhá các bạn. Còn tên khách hàng thì chúng ta đánh vào thôi. Đây, khách hàng. Trường hợp này là thu tiền bán hàng. Ở đây chúng ta thu tiền bán hàng là cái người nộp các bạn có, các bạn đánh vào nhá. Lý do nộp là địa chỉ, nó ra lại toàn đánh nhầm bên này. Địa chỉ của khách hàng H1 các bạn điền đầy đủ thông tin vào. Rồi ok, ở đây là ngày 04/01 đi nhá. Ở đây thu tiền bán hàng là qua 131. Ở đây chúng ta 88 triệu, thì các bạn biết là ở đây có 8 triệu tiền thuế và 80 triệu tiền hàng. Rồi ok, chúng ta sẽ thu tiếp một khoản tiền nữa là chúng ta thêm đối tượng ấy H2 đi nhá. Ở đây là các
Các bạn lưu ý này, nếu mà chúng ta làm ấy, chúng ta nên để cái mã đối tượng này là máy nó tự động nó chạy. Thì khi các bạn thêm mới, nó tự động lấy cái đối tượng cuối cùng để nó thêm mới. Ví dụ ở đây là khách hàng này. Khách hàng H2 rồi, ok các bạn nhá. Ở đây chúng ta chọn thêm mới này. Thu tiền rồi, ok, chúng ta Ctrl N để thêm mới này. Chúng ta chọn khách hàng H2 này, đánh vào đây để nó dễ tìm nha. H2 này, rồi. Lý do nộp là thu tiền bán sản phẩm. Tức là doanh nghiệp này là doanh nghiệp sản phẩm A đi. Doanh nghiệp này là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm các bạn nhé. Ở đây là ngày mùng 9/01 đi. Tôi sẽ làm cố gắng làm tất cả các cái trường hợp các bạn nhé. Ở đây là 15.400.000 nhé. Đây 131 nhé nhỉ. 131 15.400.000. Các bạn nhìn thấy thế này là các bạn biết được có bao nhiêu tiền thuế, bao nhiêu tiền hàng đúng không? Có 14 triệu tiền hàng là bộ 1.400.000 tiền thuế đúng không? Lưu này. Các bạn nhìn thấy ở trên này nha, trong các cái trường hợp như chúng ta chọn ngoại tệ để thu cái tiền ngoại tệ khác nhá. Ở đây chúng ta chọn thêm mới này. Chúng ta chọn khai báo đối tượng tiếp. Thì ở đây là thêm mới. Ở đây trường hợp này nhá là thu tiền bán sản phẩm khác với thu tiền hàng các bạn nhé. Ở đây này chúng ta chọn tiếp khách hàng này, họ thanh toán cái tiền hàng cho chúng ta, thanh toán tiền hàng, nó là gần như cái chứng từ trước đấy, nhưng mà nó là có một cái tí gì đấy nó khác ở chỗ là cái thu tiền bán sản phẩm và tiền hàng hóa nó khác nhau. Ở đây cũng 131 15 triệu. Các bạn nhìn thấy lúc nãy là nó 15.400.000 thì bây giờ chắc chắn là công nợ nó sẽ chênh lệch đúng không? Chúng ta lại thu tiếp tiền bán hàng hóa của khách hàng Hán 1 đi. Rồi ok. Ở đây chúng ta sẽ chọn là ngày 22 đi. Tháng 1 nhé. 131 này. Rồi ok, ở đây là 22 triệu. Chúng ta làm cái này thông qua công nợ hết các bạn nhé. Còn thu tiền trực tiếp thì ở bên hóa đơn bán hàng nó tự động nó chạy cho các bạn luôn, mà các bạn không phải làm ở đây. Tiếp theo là rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. Thì ở đây là chúng ta sẽ thêm mới một cái đối tượng là tên công ty mình. Công ty này, công ty cổ phần Toto Shop. Rồi ok, địa chỉ số 7 P ngõ 10 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Rồi ok, ở đây mã số thuế 29007953 52. Các bạn thêm mới này ở đây nha, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ này. Ở chỗ này các bạn kéo ra tí nhá. Đây Toto Shop đi, không các bạn đánh vào nó tự động tìm này. Người nộp này, rút tiền gửi này ngân hàng về nhập quỹ. Thế ở đây chúng ta còn phải thêm nữa là thêm cái tài khoản ngân hàng. Ở đây chúng ta 01010079888. Tôi có cái số tài khoản đấy. Các bạn ấy, có ai chuyển tiền vào không? Ngân hàng Vietcombank. Ở đây chúng ta rút từ tài khoản ngân hàng. Thì cái ngày ở đây là ngày 25 tháng 1 đi nhá. Chúng ta làm theo thứ tự ở đây là 112 nhé các bạn. 1121 nhé. Số tiền là rút 20 triệu về. Rồi ok, chúng ta chọn lưu. Thêm mới. Chúng ta thêm một cái tài khoản nữa đi nhé.
chúng ta rút ra hai tài khoản khác nhau, 51001 ví dụ ngân hàng đầu tư. Các bạn đừng thắc mắc là số tài khoản nó thấy là lạ nhé, ngân hàng đầu tư nó không phải như thế. Đây là cái tôi ví dụ thôi nhá. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. Các bạn có thể ghi rõ là ngân hàng là BI, rút tiền gửi ngân hàng BIDV đi, BIDV để các bạn nhìn nó dễ đúng không? Đây có hai tài khoản ngân hàng, chúng ta rút từ tài khoản này. Đó, cái ngày là ngày 26 tháng 1 đi. Rồi ok, 1121 nha các bạn, chúng ta rút triệu, 8 triệu. Đây 1121 enter, tiếp 808000, chúng ta rút 8 triệu 8 đi. Rồi chúng ta lại có tiếp các cái chứng từ này, như là chúng ta thu tiền bán hàng tiếp của khách hàng là khách lẻ, chúng ta thu tiền của khách lẻ nhé. À, đây khai báo tiếp một cái đối tượng là khách lẻ. À, các bạn lưu ý là chỉ đặt một tên thôi. À, đây chúng ta chọn luôn, à, đang ít chứng từ này. Thu tiền bán hàng. Cái tùy có từng cái đơn vị các bạn nhé. Có đơn vị thì theo dõi là cái khách lẻ này đưa qua công nợ hết và cuối ngày chốt công nợ và lập phiếu thu một lần. Thế ở đây là chúng ta cuối ngày là chốt công nợ của khi làm hóa đơn bán hàng ấy, thì bán qua khách lẻ và thông qua cái chuyện là cái định khoản là chưa thanh toán. Thì các bạn biết là cuối ngày chúng ta lại lập chứng từ phiếu thu cho tất cả khách lẻ trong một ngày. Ở đây chúng ta nhập thêm mấy cái nữa là cũng là khách lẻ. Ở đây là lý do nộp là thanh thu tiền thanh lý tài sản. Tài sản cố định các bạn nhé. Ở đây là 76. Ở đây 2901. Ở đây chúng ta ghi vào là tài khoản 711 nha các bạn. 4 triệu. Đấy các bạn đánh vào. Còn liên quan đến phần thuế, đấy thuế 10%, giá tính thuế là thế này. Hóa đơn đầu ra các bạn nhé. Loại hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng này, số hóa đơn là 0123456 hóa đơn. Chả biết tôi chưa khai báo cái rồi các bạn nhìn thấy đầy đủ chưa? Rồi ok nhá. Thế còn một cái nữa, chúng ta sẽ rút tiền gửi ngân hàng và nhập quỹ một lần nữa. Ở đây chúng ta rút tiếp là công ty này, mã đối tượng là công ty nha, rút tiếp. Các bạn ấy, tôi không biết là các bạn làm thế nào, nhưng mà tôi đánh một tí là xong hết các cái chứng từ này. 112 rút bao nhiêu? 10 triệu nhá. Ở đây chúng ta chọn là rút từ ngân hàng Vietcombank nhá. Rồi ok, các bạn chọn lưu. Tiếp theo các bạn lập một cái chứng từ nữa của H2, khách hàng H2 đây này. Thu tiền bán hàng 3101 nhá. 131. Rồi ở đây là 8 triệu. Thế là chúng ta đã cơ bản chúng ta đã làm xong các cái chức năng, các cái phiếu ở cách thức lập các cái chứng từ phiếu chi. Vậy tôi nói thêm thế này này. Trong các cái trường hợp ấy, khi các bạn thêm mới nha, trong các cái trường hợp như liên quan đến tài khoản 112 là mặc nhiên các bạn phải chọn tài khoản ngân hàng, nếu không phần mềm không cho ghi sổ này. Đối với tài khoản 141 thì các bạn phải vào nhân viên này, và cái đối tượng ở đây nó là rất quan trọng này. Rồi kèm theo bao nhiêu chứng từ gốc này, rồi lý do nộp, người nộp này, ngoại tệ các bạn chọn loại ngoại tệ này, nếu như trường hợp mà thu liên quan đến tiền ngoại tệ mà có quy đổi nhá. Ở cái form màn hình này nó có cái chức năng là khai báo các cái mà mình cần làm.
Ví dụ như thêm đối tượng khách hàng, thêm kho, thêm mặt hàng, phòng ban hay là công cụ dụng cụ, mã thống kê, tài khoản, tài sản cố định chẳng hạn. Đấy. Phần này là phần kê thuế đầu ra trong trường hợp chúng ta thu tiền và xuất hóa đơn không liên quan gì đến hóa đơn bán hàng. Ví dụ như thu luôn cái tiền bán một cái gì đấy, bán dịch vụ ấy, đúng không? Không liên quan đến phần hóa đơn bán hàng. Ở đây còn cái gì nữa nhỉ? Cái đối tượng các bạn này, cái khoản mục chi phí này, nó các bạn biết là cái khoản mục chi phí này á, nó phục vụ cho các cái doanh nghiệp về xây lắp và sản xuất sản phẩm. Trong các cái trường hợp này chúng ta liên quan, nhưng mà cái khoản mục chi phí này thường nó chỉ sử dụng bên cái phiếu chi, và cái đối tượng tập hợp chi phí này cũng thế, nó sử dụng bên cái đối bên cái mục phiếu chi nha các bạn. Còn các bạn có thể theo dõi theo hợp đồng và mã thống kê thì nó có dữ liệu ở đây nhé. Rồi ok, nó có cái cột đây cho các bạn nhập vào. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách thức để các bạn vào cái phiếu thu tiền. Thế thì bây giờ thế nào? Bây giờ các bạn chọn in này, muốn in chứng từ chúng ta nhìn thấy, chúng ta kích vào đây, chúng ta chọn in phiếu thu, cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Không có gì là khó ở đây. Nhưng mà ví dụ như đấy là chọn in một phiếu thu. Thế thì bây giờ muốn in nhiều phiếu thu thì các bạn làm thế nào? Các bạn giữ phím Ctrl trên bàn phím và kích chuột trái thêm các cái chứng từ ở đây. Các bạn ví dụ các bạn in 6 chứng từ này, các bạn chọn in này, chọn phiếu thu này. Đấy, thế ở đây nó sẽ hiện ra nhiều trang các bạn nhé. Cho các bạn chọn tích vào đây để các bạn chọn chuyển trang các bạn in này. Hoặc là trên này cũng thế, bên này nó list lên các cái trang cho các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể ấn in. In ở đây ấy thì có nhiều hình thức. Các bạn chọn máy in này, xong các bạn in từ trang 1 đến trang 6, hoặc này, in từ trang nào đến trang nào này, in tất cả này. Rồi. Phần nữa là cái phần lưu. Tôi giới thiệu luôn cái phần lưu này, các bạn biết là ở đây các bạn có thể lưu ra định dạng là Word này, lưu ra định dạng Excel file này. Tất nhiên nó nguyên mẫu là image file này, file ảnh này, thấy chưa? Hoặc là file PDF, ví dụ tôi lưu ra cái file PDF mở sau khi xuất này. Chả biết là cái máy tôi đã cài cái chức năng đọc PDF chưa. Cài rồi thì đọc được. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó ra 6 trang thì các bạn. Đấy. Đấy, nó không có gì là khó. Các bạn lưu này, lưu ra Excel, lưu ra Word nhé. Bạn mở này, lưu này. Đấy các bạn này. Word nó bị cái gì này? Bỏ khoảng trống à. Đây gớm khổ. Rồi, các bạn có thể chọn sang Excel chẳng hạn, tôi làm lại thế này tí là chuyển dạng định dạng Excel nhé. Dạng Excel thì nó bị một cái gì đây ở đây, à cái ô bản quyền này nó chạy nhiều quá nhé, cái ô chữ của công ty. Rồi ok, đã hiểu được nguyên nhân nói nào rồi. Chúng ta lấy định dạng nhé các bạn. Ở đấy thì các bạn nhìn thấy này, các cái chức năng tiếp theo tôi muốn giới thiệu các bạn bỏ ghi đi. Ví dụ chức năng này là chức năng bỏ ghi sổ, các bạn muốn xóa các bạn phải bỏ ghi sổ các bạn mới xóa được nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy này là bắt đầu từ cái đoạn mà đoạn này, ví dụ cái chứng từ này chúng tôi không muốn đưa vào sổ, chỉ để trên này để in ra thôi và không không ghi sổ, chúng ta bỏ ghi đi nha các bạn, thì cái này nó sẽ không vào sổ kế toán nha. Tiếp theo này chúng ta chọn ghi sổ này, rồi ok thì nó sẽ ra cho các bạn đầy đủ. Cái này mà bỏ ghi sổ thì nó không vào sổ, không bỏ thì nó không ghi nhá. Rồi chúng ta chọn nạp refresh này, ví dụ chúng ta chọn tháng trước, chúng ta chọn nạp refresh này, để các bạn nhìn thấy nó không hiển thị tháng trước chúng ta không nhập, tháng này này
chọn đây này nhá, tất cả này nhá, để nó hiện lên hết các bạn nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.